Hướng dẫn tự bốc lại bát hương gia tiên cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn nội dung bốc lại bát hương gia tiên cuối năm thế nào cho đúng và linh thiêng nhất. Như quý vị đã biết thì tín ngưỡng thờ cúng gia tiên là tục lệ thờ cúng những người tổ tiên đã mất, có quan hệ huyết thống của nhiều dân tộc châu Á, trong đó có văn hóa Việt. Đây là quan niệm tâm linh xuất phát từ thuở ban đầu của người Việt về nhận thức mọi vật đều có linh hồn. Tuy rất khó giải thích hay chứng minh những sự kiện hiện hữu của linh hồn, nhưng việc thờ cúng linh hồn tổ tiên đã trở thành bản chất của nhân loại, một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể nào xóa bỏ của người Việt. Việc thờ gia tiên được chú trọng bao đời nay với hình thức lập bàn thờ cúng để tưởng nhớ và hương khói hàng năm. Vậy bốc lại bát hương thần linh gia tiên dịp cuối năm như thế nào cho đúng và đầy đủ? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Để ban thờ được sạch sẽ, trang trọng và linh thiêng trong mỗi dịp cuối năm, chúng ta thường bốc lại bát hương, tiệt chân nhang, lau dọn ban thờ để tổ tiên cùng đón Tết trong không khí sạch sẽ, linh thiêng. Việc bốc bát hương không phải là chuyện khó, nhưng không phải ai cũng bốc bát hương được. Để mọi việc được thuận lợi và chính xác nhất, cần phải được sự tư vấn của chuyên gia. Ngày hôm nay, thầy Gia Cát ở đây cùng với quý vị và các bạn bốc lại bát hương cuối năm để hướng dẫn quý vị làm từng bước một, đảm bảo sau khi xem hết video, quý vị hoàn toàn yên tâm và tự tin bốc lại bát hương của nhà mình. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu. Vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Đồ lễ để bốc lại bát hương gia tiên cần phải có những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay, 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm canh, xôi, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông, nên sử dụng số bông lẻ. Một đèn dầu cộng 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, một bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra, quý vị và các bạn cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên, thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần phải chuẩn bị những vật phẩm như sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, tro nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an, tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, mang lại sự may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp mang lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, cho nên mã não mang đầy đủ năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra, trong gói thất bảo của Phong thủy Gia Cát còn có thêm một chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây chính là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương, đây chính là vật phẩm thứ ba. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán Đông đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trăng kim. Giấy trăng kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trăng kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trăng kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng lượng, vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi là phụng thờ hội đồng gia tiên họ chư vị chân linh, hoặc ghi phụng thờ cửu huyền thất tổ họ chư vị chân linh. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng tro. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương và nhang. Ở đây, hương là tiếng gọi của miền Bắc, nhang là tiếng gọi của miền Nam. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn tro với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn tro nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới có linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn tro nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn kèm theo trong bộ thất bảo. Sau khi trộn tro nếp đều với ngũ vị hương, tro nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh sáng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều tro nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Lộc Tài gửi cho quý vị và các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trăng kim, cộng với 1 nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn hãy bóc gói thất bảo ra. Lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trăng kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái có nghĩa là lau chùi tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng. Ta đặt bát hương lên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc tro nếp vào trong bát hương. Khi tro nếp đến khoảng 1/2 bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt tro nếp. Tiếp đến, lại bốc tro vào trong bát hương. Khi tro nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm song song không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ và nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn. Để nụ trầm mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Sau khi bốc lại bát hương và xông trầm xong, ta tiến hành đặt bát hương gia tiên lên ban thờ. Với ban thờ 3 bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở bên phải bát hương thần linh theo hướng đứng cúng. Với ban thờ 2 bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở phía trước bát hương thần linh. Tùy cách sắp xếp và bố trí ban thờ mà bát hương sẽ có vị trí khác nhau. Trong quá trình bốc lại bát hương và sắp xếp lại ban thờ, nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với thầy Gia Cát cùng với đội ngũ của chương trình Phong thủy Gia Cát qua số hotline phía dưới hoặc comment trực tiếp vào ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy thì thầy Gia Cát cùng với đội ngũ vừa mới giới thiệu cho quý vị cách bốc lại bát hương gia tiên cuối năm. Đây chính là cách bốc bát hương truyền thống của ông cha ta ngàn đời nay vẫn được lưu giữ lại và được hầu hết các thầy phong thủy đang sử dụng để bốc lại bát hương cho gia chủ. Hy vọng rằng qua video này thì quý vị hoàn toàn có thể tự tin bốc lại bát hương nhà mình một cách chính xác và chi tiết nhất mà không cần phải nhờ đến thầy cúng. Và đây cũng là dịp cuối năm rồi, sắp bước sang năm mới. Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ xin kính chúc cho quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc vượng tiến quý vị nhé. Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ còn có rất nhiều điều muốn nói và rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và sau đó nhấn vào tín hiệu quả chuông để có thể nhận được những kiến thức mới bổ ích từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.